Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, Việt Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Chuyện tập gym và chuyện đầu tư của tôi của tác giả Surfy10 trên Spyroom. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu nha. Hồi năm 2 đại học, tôi và thằng bạn muốn tập gym. Để khỏe mạnh, để đỡ bệnh tật, để cao ráo sáu múi, để đấm chết mẹ thằng nào bố láo, và để chạy theo trào lưu. May thay gần nhà tôi có một phòng gym, kiểu gym cỏ nên chỉ 150.000 một tháng. Không nhiều, nhưng vì là sinh viên nên chúng tôi khá là đắn đo. Là một sinh viên chuyên ngành kinh doanh, tôi tính, nếu ngày nào cũng tập 150 chia 3, 5.000 một buổi. Một mức giá quá rẻ để đổi lấy sức khỏe và cơ bắp. Kèo hơi, thế là bạn tôi chạy qua chở tôi đi đăng ký. Gym cỏ ý tôi không phải là phòng tập lót cỏ nhân tạo sang chảnh như ngày nay, mà kiểu giống như net cỏ ấy. Không có máy lạnh, không có những bức tường làm bằng kính cường lực trong suốt, cũng không có PT lẫn các hot girl, chỉ có mấy ông già cởi trần cuốn đai rung quanh bụng đánh mỡ, mấy thanh niên cơ bắp tập đẩy tạ đòn, và mấy thằng nhóc theo anh hoặc bố đến keo keo mấy cái giàn tạ. Chị Thu Ngân dụ hai đứa tôi đăng ký 3 tháng sẽ được giảm giá. Cũng được, nhưng hiểu rõ tính của nhau, chúng tôi chỉ đăng ký 1 tháng. Thường thì khi đăng ký xong, người ta sẽ ở lại tập luôn cho đỡ bỏ công chạy đến. Nhưng với chúng tôi thì hoàn thành xong một bước gì đó của bất cứ cái gì đó mà chúng tôi khởi sự đã là một chiến công. Mà lập chiến công thì phải ăn mừng. Chúng tôi ăn mừng bằng cách đi về ngay. Khi đi về, chúng tôi lên lịch đi tập với nhau. Nếu 2 ngày một lần, 150 chia 15, một buổi sẽ là 10.000. Vẫn rẻ chán. Với lại tập vậy cũng hợp lý hơn, bởi làm sao mà tập hàng ngày được. Thằng bạn gật gù bảo 2, 4, 6 chủ nhật, nó sẽ ghé chở tôi đi tập. Cái sự chạy qua nhà và chở tôi đi tập làm tôi cảm kích vô cùng cái thằng bạn của mình. Một phần vì có người chơi cùng, một phần vì giúp tôi trì hoãn cái con lười mà lết ra đường, làm cái gì đó có ích với cuộc đời. Cái sự cảm kích được nhân lên gấp đôi lên khi thời tiết lúc đó cũng giống như thời tiết ngay lúc này, nghĩa là Sài Gòn vào hè, nắng, ẩm, nóng, mưa và sự bùng nổ dân số của lũ ve động dục. Mà thật ra gần nhà tôi không có ve, phải chạy qua khu quận 9 và khu quận 2 thì ve kêu mới nhiều, tôi thì thường hay chạy qua đó. Tiếng ve cộng hưởng với nhau như muốn kéo sập những tòa nhà bê tông nơi đây, hỏng mang mọi thứ trở lại với thời thủy khởi của bọn nó. Có người bảo rằng tiếng ve kêu khiến người ta trở nên thần kinh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái vô cùng. Có thể là do tôi thần kinh sẵn rồi, hoặc do kiếp trước tôi là một con ve cái. Dù đã hóa kiếp làm người ở kiếp này, nhưng cái bản năng sinh dục của loài ve vẫn còn chảy trong tôi. Quay trở lại chuyện tập gym. Những buổi tập đầu tiên, chúng tôi nâng tạ 20kg, một set 10 reps, và mỗi buổi thì tập khoảng vài set. Như mọi người cũng miêu tả, ngay đầu tập thì hệ quả ngay tức thì là mất quyền kiểm soát hai cánh tay. Chúng từ vai buông thõng xuống mặt đất. Đôi khi chúng di chuyển để cầm cái này cái kia, hoặc để lái xe hay mở cửa nhà. Nhưng tuyệt nhiên không phải rằng tôi đang điều khiển chúng. Chúng là những sinh vật thông minh, có đời sống riêng của mình. Và may thay, ý chí của bọn chúng không chống lại tôi. Vì vậy tôi chưa đánh rớt ly nước nào, và cũng lái xe an toàn trong khoảng thời gian đó. Tuy vậy, chu trình sống của bọn chúng hơi ngắn. Ngay sáng hôm sau, chúng chết lịm, không thể làm bất cứ chuyện gì nữa, cứ thế mà bất động. Tôi thì cảm thấy tê buốt khắp người. Cái sự hiệu quả của việc tập gym nhanh chóng đến bất ngờ. Trong một lần dắt xe đi sửa, vì cơ thể vẫn còn đau nhức nên tôi làm đổ xe. Ấy vậy mà xe của tôi nó không chạm đất. Một cái tay của tôi đang giữ lấy chiếc xe, cân bằng lại trọng lực của trái đất. Đúng như Nash miêu tả, thế cân bằng tĩnh là trạng thái cuối cùng của hệ thống kín giữa tôi với chiếc xe. Cả tôi lẫn nó đều không thể nhúc nhích, cho đến khi một ngoại lực tác động, thằng bạn tôi tới đỡ. Điều kỳ diệu là từ trước cho tới lúc đó, tôi chưa từng giữ được chiếc xe của mình bằng một tay khi đang đổ như thế. Đáng ra tôi phải ngã nhào theo nó rồi, vậy mà tôi lại không ngã. Tập gym thật kỳ diệu. Khoảng 2 tuần sau, chúng tôi lười không tập nữa. Hồi cấp 3, trước hạn chót nộp hồ sơ đại học, tôi quằn quại, cả ngày lẫn đêm chỉ lẩm bẩm, chọn ngành gì đây? Hồi đó không như bây giờ, nộp hồ sơ xong là không có quyền thay đổi nguyện vọng nữa. Không có vụ xem điểm từng ngày, nộp xong rút đơn như mấy ông đánh short trên sàn chứng khoán. Nên nguyện vọng đăng ký lúc đầu sẽ là thứ theo tôi ít nhất 4 năm nữa. Tôi không định thi công nghệ thông tin, nhưng một hôm tôi kiếm được cái tin này, rằng FPT có bao nhiêu suất học bổng đó, bao học, bao ăn, bao ở, có khi bao cả việc làm. Tôi muốn đăng ký thử, chỉ để xem mình có đậu được hay không. Tôi mang tin này đến lớp, dụ mấy đứa đăng ký chung cho có bạn có bè. Vòng sơ khảo là vòng viết đơn. Trong đề thi viết đơn có câu: hãy viết bất kỳ điều gì để chúng tôi hiểu về bạn.
Thường thì khi người ta yêu cầu bạn viết bất kỳ điều gì, họ đang kỳ vọng bạn viết theo một khuôn mẫu nào đó. Có điều, họ gọi cái khuôn mẫu này với cái tên bất kỳ điều gì. Nếu bạn viết bất kỳ điều gì thật mà không trùng khớp với cái bất kỳ điều gì của họ, họ sẽ không coi cái thứ bạn vừa viết là bất kỳ điều gì, mà là một thứ quái quỷ có thể liệt vào rối loạn nhân cách lập dị, hoang tưởng hay kịch tính, chống đối xã hội gì đó. Tôi không ngây thơ, tôi biết điều này chứ. Nhưng nói chung thì hồ sơ của tôi đẹp, tôi nghĩ mình có quyền viết bất kỳ điều gì thật. Dù sao thì họ cũng ghi như thế trên đề bài mà, hẳn nhiên là tôi chưa mất hết niềm tin vào nhân loại. Ngồi ngoài ban công phòng bán trú, phóng tầm mắt ra khắp vùng hoang sơ của Vũng Tàu, tôi khởi sự viết về Yu Yoshioka và Christopher Nolan, mở đầu bằng những định kiến về cung sư tử. Nối giữa các ý tưởng đột phá là khả năng sâu chuỗi vượt quá hệ hình logic hiện tại. Tôi rất tự hào về bài luận của mình. Gần đây tôi mới biết trường phái này gọi là diễn ngôn tâm thần phân liệt. Dù sao thì hồ sơ tôi đẹp, họ không đánh rớt tôi đâu. Có 4 đứa bạn cùng đăng ký với tôi. Tôi thật lòng muốn ít nhất sẽ có một đứa cũng đậu như mình, để ngày lên Sài Gòn phỏng vấn không bị cô đơn. Ngày trả kết quả tới, có mỗi tôi là rớt, 4 thằng kia đậu. Website của FPT có đăng một câu: một vài bạn có hồ sơ rất đẹp, nhưng vì cái tôi quá lớn nên không phù hợp. Cái tôi lớn, ý mấy ông là tôi à? Nếu mấy ông gọi cái việc tin tưởng vào nhân loại và tin tưởng vào cái để chết tiệt của mấy ông là cái tôi lớn, thì mấy ông phải xem lại định nghĩa của mấy ông về hai chữ cái tôi rồi. Tôi thật quá ngây thơ đi mà. Mà thôi, được rồi, kệ đi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định học công nghệ thông tin. Nhưng vẫn cay cú chứ, bị chơi một vố cơ mà. Một thằng bơm thôi, học kinh tế đi, rồi sau này mua lại bọn FPT trả thù. Tôi gật gù trước sự hợp lý của thằng bạn. Tôi đáp, chứ mẹ gì nữa, với đầy đủ sự đắc ý. Nào có ngờ ngày trả thù đến sớm hơn dự tính. Nếu bạn có đoán bất kỳ điều gì thì bạn đoán đúng rồi đấy. Cái tựa đề ghi rõ vậy còn gì. Lúc đó cũng là năm 2 luôn, và cũng là thằng bạn ở câu chuyện phía trên. Nó chở tôi ra BIDV để làm một cái tài khoản đầu tư chứng khoán. Nếu có ai tò mò thì đây chính là thằng bị tôi tiêm nhiễm chủ nghĩa hư vô ở bài tâm sự Tết. Có thể nó sợ tôi bị cái chủ nghĩa này rù quyến quá mức mà nghĩ quẩn, nên siêng năng quá trở. Hoặc cũng có thể không chịu nổi nhiệt với sự tiêu xài của lũ con nhà giàu FPT, nên nó đi chơi với tôi. Tôi nghĩ là lý do thứ hai, bởi mỗi tháng dù được FPT bao ăn ở mà lúc nào nó cũng thiếu tiền. Quay lại với vụ đầu tư chứng khoán, chẳng là trước đó tôi có đi gia sư 2 tháng. Thanh niên này học lớp 12, học lực rất kém và chỉ còn 9 tháng để thi đại học. Tôi không biết là hắn cố tình chống đối hay thực sự không hiểu, mà câu 1A đề toán, cái câu vẽ đồ thị hàm số ấy, giảng mãi cũng không làm được. Không sao, dù gì thì tôi cũng rất nhây. 1 tháng 4 tuần, 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 2 tiếng, mỗi tiếng 1 bài, toàn là vẽ đồ thị hàm số. Tôi làm vậy trong vòng 2 tháng, không biết là cái sự chống đối của hắn đầu hàng trước sự nhây của tôi, hay là do đầu óc của hắn thực sự đã được đả thông kinh mạch. Cuối cùng thì hắn cũng làm được câu 1A. Mà nói chung, thanh niên này cũng không phải đần. Hắn rất thích lịch sử và địa lý, thần tượng Hitler, và đang có ý định mua vũ khí lậu xuyên biên giới. Hắn thích vô quân đội, và tôi thấy cũng nên vậy. Thanh thử cái môn toán mà tôi đang kèm cũng chẳng quan trọng mấy. Tôi lại tính rằng cứ tàng tàng như thế này, 2 tháng làm được 1 câu, 9 tháng sẽ làm được 4 câu, hên hên thì 5 điểm, quá đủ để tốt nghiệp. Chỉ là không ngờ, ngay sau đó, công việc trên trường đùa vào tôi. 10 giờ đêm ngày hôm đó, khi đang chạy từ trường về, tôi gọi báo hắn là tôi không dạy nữa. Buổi học cuối, hắn nói rằng từ trước tới giờ tôi là người gia sư tâm lý với hắn nhất. Dù sao thì với 2 tháng lương, tôi có 2,4 triệu. Tôi đập vào chứng khoán. Tất nhiên, với ý chí trả thù được nung nấu từ lâu, thì tôi có một mục tiêu duy nhất, cổ phiếu FPT. Có điều nó mắc quá, 45.000 gì đó lận. Tôi mua 10 cổ, số lượng nhỏ nhất có thể giao dịch trên sàn, vị chi là gần 500.000 cả thảy. Từ nay tôi đã trở thành cổ đông FPT. Mà bạn biết đấy, cổ đông nghĩa là ông chủ, nghĩa là tôi đã mua lại và trở thành ông chủ của FPT khi mới là sinh viên năm 2. Để tương xứng với một đại thành công như thế, đáng ra tôi phải sung sướng và thỏa mãn lắm. Vậy mà ngay lúc đó, tôi không cảm thấy gì hết ngoài sự hồi hộp. Chắc là tại hệ giao cảm đã bị kích hoạt dữ quá, lấn át hết phần hạch đen ở cuống não. Phải chờ tới đại hội cổ đông, họ gửi thư mời về nhà, tôi mới thấy mình hoài như thế nào. Bạn nghĩ tôi sẽ mang một bộ vest bộ tịch nào đó, hiên ngang bước vào phòng họp, bật tay, vỗ vai Trương Gia Bình như một người bạn lâu năm, nói những lời xã giao đại loại như cảm ơn ông đã chăm lo cho công ty của tôi thời gian qua. Không, tôi không có lầy đến thế. Và thật ra câu chuyện với FPT đến đây là đã kết thúc rồi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà khoan, câu chuyện đầu tư chứng khoán thì vẫn còn tiếp diễn.
Nếu bạn còn nhớ, thì tôi có 2,4 triệu, mua FPT xong là còn gần 2 triệu lận. Hôm đó, tôi có tiết tiếng Nhật trên trường. Tôi ngồi cạnh một anh năm 4 hay năm 5 gì đó, anh học lại môn tiếng Nhật. Tôi không nhớ rõ cuộc nói chuyện diễn tiến ra sao, nhưng cuối cùng anh này khuyên tôi về tìm hiểu P/A và P/B gì đó và đầu tư theo chúng. Lời khuyên của senpai thì nên nghe theo, đặc biệt trong bối cảnh người senpai này đam mê chứng khoán tới nỗi rất luôn môn tiếng Nhật. Sử dụng các công cụ lọc chỉ số, tôi tìm được mã này viết là FIT, chỉ số của nó đẹp không tưởng. Nói thật, tôi có duyên với những chữ viết tắt có 3 ký tự mà bắt đầu bằng F. Vậy là tôi đập nốt 2 triệu vô FIT. Trời không phụ lòng người, 2 tháng sau, FIT tăng gấp đôi, tôi có 4 triệu. Giá cân lượng trong làng chứng khoán là đây chứ đâu, gấp đôi tài khoản sau 2 tháng, tôi có mọi quyền trên đời để tự mãn. Tôi kể chuyện này với một senpai khác, chúng tôi cùng là thành viên của một câu lạc bộ. Anh này thì là một người thực dụng, rất giỏi phân tích. Anh nói, có tiền rồi đúng không? Giờ tao dẫn đi mua quần áo, chứ trông mày lôi thôi như con cún. Thế là tôi bán hết cổ phiếu, đi mua nguyên combo quần, áo, giày, dép, áo khoác, đủ thứ. Hết tiền, hết cái tự do được in thành giấy, câu chuyện đầu tư kết thúc. Một thời gian sau, tôi xem thử người anh em cũ FIT giờ ra sao rồi. Nó đã giảm gấp 4 chỉ vài tuần sau khi tôi rút ra, nó còn khoảng 5.000 trên cổ gì đó. Tôi mới ngớ ra, thì ra là tôi ăn may, mua trúng cổ mà cá mập đang lái. May là rốt kịp. Nếu tôi là Gia Cát Lượng, hẳn ông senpai của tôi ắt là Tư Mã Ý. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.